Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 3626 đến chương 3630. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Ngọc Sơn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới cường giả đế thôn đã xuất hiện, đồng thời còn miễu sát một gia chủ thế gia đỉnh tiêm dưới cổ võ. Vậy mà thế lực sau lưng hắn lại còn muốn để hắn dựa theo kế hoạch mà chấp hành nhiệm vụ. Đỗ Ngọc Sơn một bàn tay đập thẳng vào trên mặt bàn. Chiếc bàn trà to bằng gỗ nguyên khối lúc này lập tức chia năm xẻ bảy. Đúng lúc này, gia chủ Bách Lý cùng gia chủ Tề gia cùng người của Từ gia liên tiếp gọi điện thoại tới. Minh chủ, ngay tại vừa rồi ta nhận được tin tức nói là Trần Thương Khung đã bị cường giả đế thôn miễu sát, thậm chí còn có 5 tên cường giả tam phẩm thiên cảnh của Trần gia cũng bị giết chết. Minh chủ, ta vừa rồi đã liên hệ cùng Trần gia chủ, nhưng tiểu nhi tử của hắn nghe điện thoại nói là Trần gia chủ đã bị cường giả đế thôn giết rồi, đúng không? Minh chủ, cường giả đế thôn đã xuất hiện, còn giết một nhóm cường giả đến cao của Trần gia. Vậy không giờ tối hôm nay chúng ta có còn muốn tiếp tục nữa hay không? Tam đại gia chủ còn lại lúc này đều gấp gáp. Đối với lời hỏi thăm của bọn hắn, Đỗ Ngọc Sơn chỉ lạnh lùng đáp lại. Tất cả vẫn như cũ. Hắn chỉ nói một câu nói kia về sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Cường giả đế thôn đã xuất hiện tại Đông Châu. Theo tin tức mà thám tử của chúng ta gửi tới, nói là thần Trần Thương Khung bị đối phương một kích liền miễu sát. Gia chủ, nếu không, chúng ta lập tức rời khỏi liên minh cổ võ hạ giới, được hay không? Cường giả đế thôn đã xuất hiện, nếu như chúng ta còn dám nhầm vào giới tiếp tục, thì cường giả đế thôn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đỗ Ngọc Sơn, cái tên hỗn đản này, hắn là muốn để chúng ta làm pháo hôi. Cường giả đế thôn đã đem Trần Thương Khung một kích miễu sát, hắn lại còn muốn để cho chúng ta dựa theo kế hoạch mà làm việc. Thật là làm như cường giả Từ gia chúng ta đều là dân đen hay sao? Gia chủ, chúng ta hãy rời khỏi liên minh à. Người có tam đại thế gia với khẩu võ, sau khi biết Đỗ Ngọc Sơn dưới tình huống biết tin Trần Thương Khung đã bị giết, lại còn muốn để bọn hắn tiếp tục hành động lúc không giờ, tất cả đều tức giận. Yến Đô, Tổng Bộ Trưởng Lão Hội. Ba vị trưởng lão của Trưởng Lão Hội đã nhận được tin tức Trần Thương Khung bị giết. Đại trưởng lão, thật không phải là cường giả đế thôn ra tay giết Trần Thương Khung, mà là do Khương Cấu Hùng, Khương gia giới cổ võ giả mạo cường giả đế thôn ra tay hay sao? Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi thăm. Nhị trưởng lão từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn, lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão gật đầu trầm giọng nói, ta chỉ là muốn để hắn giả mạo cường giả đế thôn ra mặt uy hiếp người của liên minh thú hộ cùng các thế gia giới cổ võ. Chỉ là không hề nghĩ tới hắn vậy mà có thực lực có thể miễu sát Trần Thương Khung, thực lực tam phẩm thiên cảnh đỉnh phong. Nhận được câu trả lời này, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ngay lập tức càng thêm chấn kinh. Nhị trưởng lão hỏi lại, đại trưởng lão, người nói Trần Thương Khung đã bị giết, vậy liên minh thú hộ cùng thế gia giới cấu võ có còn muốn hành động lúc không giờ nữa hay không? Đại trưởng lão lắc đầu, một vẻ mặt nghiêm trọng nói ra, nếu như là bình thường, bọn hắn khẳng định sẽ từ bỏ hành động lúc không giờ. Nhưng hành động đêm nay rõ ràng là do người từ sau lưng Đỗ Ngọc Sơn ra lệnh. Về phần bọn hắn có từ bỏ hành động hay không, tạm thời vẫn không biết được. Tam trưởng lão gật đầu nói tiếp, đối với người sau lưng Đỗ Ngọc Sơn mà nói, mặc kệ là liên minh thú hộ cũng tốt, thế gia giới cấu võ cũng được, chẳng qua đều chỉ là pháo hôi. Coi như hành động đêm nay sẽ để cho bọn hắn tổn thất phi thường thảm trọng, nhưng đối với người sau lưng Đỗ Ngọc Sơn mà nói, đơn giản chỉ là để hắn xác nhận một tin tức. Đại trưởng lão gật đầu, lão tam phân tích rất đúng. Bây giờ không phải là liên minh thú hộ cùng thế gia giữa có võ muốn dừng từ bỏ hành động đêm nay hay không, mà là phải nhìn người sau lưng liên minh thú hộ phải chăng có muốn từ bỏ hay không. Khương Cấu Hùng giả mạo cường giả đế thôn chém giết Trần Thương Khung, mặc dù đã đem đến cho thế gia giữa có võ cùng liên minh thú hộ một sự chấn nhức rất lớn, nhưng vẫn không có cách nào khẳng định thực sự là cường giả đế thôn đã giết Trần Thương Khung. Ta mặc dù không biết Khương Cấu Hùng làm sao lại trở nên cường đại như thế, nhưng ta suy đoán hắn nhất định đã sử dụng một loại bí pháp
cực kỳ cường đại nào đó hoặc là sử dụng đan dược cực kỳ cao cấp, cưỡng ép tăng lên thực lực mới thể miễu sát Trần Thương Khung. Mặc kệ là bí pháp cũng tốt hay là đan dược cũng được, thì sau khi sử dụng đều có hạn chế, mà hạn chế này cũng sẽ không quá lâu. Khương Công Hùng chỉ có thời gian chém giết Trần Thương Khung, muốn tiếp tục chạy đi những châu vực khác chém giết những cường giả thế gia với cổ võ khác sợ là không kịp. Nếu có thật chính là cường giả Đế Thôn ra tay, khẳng định sẽ phái ra nhiều cường giả, đồng thời sẽ ra tay chém giết đối thủ đối với gia chủ tứ đại thế gia giữa cổ võ. Thế nhưng là chuyện này cũng không xảy ra. Bằng vào điểm này liền không cách nào xác định được cường giả chém giết Trần Thương Khung đến từ Đế Thôn. Ngay tại thời điểm ba vị trưởng lão đang phân tích chuyện này, thư ký đại trưởng lão vội vàng vọt tới, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra: "Ba vị trưởng lão, không tốt rồi. Ngay tại vừa rồi có tin tức truyền đến, Liên Minh Thú Hộ cũng không hề từ bỏ hành động lúc không giờ." "Cái gì?" Ba vị trưởng lão đều cực kỳ sửng sốt. Bọn họ vừa rồi mặc dù là có chuẩn bị tinh thần cho việc Liên Minh Thú Hộ sẽ tiếp tục hành động, nhưng bỗng nhiên biết được tin tức xác thực này vẫn là vượt quá dự liệu của bọn họ. Thư ký một vẻ mặt nghiêm trọng nói ra: "Tin tức này tuyệt đối là sự thật. Liên Minh Thú Hộ đã làm tốt sự chuẩn bị động thủ với chính vực Trung Châu. Trần Thương Khung của Trịnh gia với cổ võ đã bị chém giết, người của Trịnh gia đã rời khỏi Đông Châu. Tam đại thế gia khác mặc dù còn chưa có động tĩnh gì nhưng cũng có nhiều khả năng rất lớn có thể sẽ tiếp tục đi theo Liên Minh Thú Hộ hành động." Đại trưởng lão gật đầu: "Được rồi, chúng ta biết rồi, người đi ra ngoài trước đi." "Vâng." Sau khi thư ký trừ rời đi, trên khuôn mặt đại trưởng lão tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng trước đây chưa từng có. Ông ta nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nói ra: "Bây giờ chúng ta chỉ có thể tự chiến đến cùng, chỉ cần Liên Minh Thú Hộ cùng thế gia với cổ võ dám động thủ, chúng ta lập tức phát động nhiệt võ, trước tiên sẽ hủy diệt tổng bộ của bọn hắn tại cổ võ hạ giới." "Vâng." Ngay tại thời điểm đại trưởng lão thu xếp bố trí cổ võ hạ giới, Khương gia: "Phụ thân." Khương Kiếm nhìn thấy Khương Cứu Hùng trở về lập tức mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Ông ta có thể cảm nhận được khí tức trong người Khương Cứu Hùng cực kỳ hỗn loạn, mà tại một nháy mắt Khương Cứu Hùng trở về Khương gia, một cổ khí tức thiên kiếp đã tràn ngập tại bên trên không trung Khương gia. Khương Cứu Hùng vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp, tận dụng mọi khả năng áp chế khí tức đã trong cơ thể đang không ngừng tăng vọt. "Khương Kiếm, nếu như ta chết tại dưới thiên kiếp, về sau Khương gia liền giao lại cho con." Khương Cấu Hùng bỗng nhiên nhìn về phía Khương Kiếm một vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Ông ta phi thường rõ ràng chỗ đáng sợ của cửu tứ đan. Một khi phục dụng, tương đương với việc sau khi hiệu quả mất đi, người phục dụng đan dược liền sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, đồng thời có tỷ lệ rất lớn dẫn tới thiên kiếp. Mà bây giờ, trên không trung của Khương gia, thiên kiếp đang hình thành. Đừng nói là với loại trạng thái hư nhược hiện tại của ông ta, liền xem như ông ta dưới trạng thái toàn thịnh, sợ là cũng rất khó mà gánh vác được thiên kiếp. Khương Kiếm sắc mặt một trận tái nhợt, nghiến răng nói ra: "Phụ thân, ngài nhất định có thể thành công vượt qua thiên kiếp." Khương Cấu Hùng lắc đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn sấm sét vang dội trên không trung Khương gia một chút, cùng cảm giác áp bách càng lúc càng trở nên cường hãn. Ông ta rất rõ ràng mình sợ là liền đạo thiên kiếp đầu tiên đều gánh không được, chứ nói chi là thiên kiếp có 9 đạo mà là cổ sau đều mạnh hơn cổ trước. Thế nhưng là ông ta hiện tại đã không còn biện pháp nào, chỉ có thể ngạnh kháng thiên kiếp. Nếu không ngạnh kháng nổi cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Ông ta cuối cùng là nhìn về phía Khương Kiếm với mặt nghiêm túc dặn dò: "Chờ khi Dương Thanh trở về, con liền dẫn dắt toàn bộ Khương gia phụ tá cậu ấy, bằng vào những hiểu biết của ta đối với cậu ấy tuyệt nhiên sẽ không bạc đãi Khương gia."